Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang ở niệm Phật đường Viên Thông, tiểu bang Oregon, để có một ngày tu tập. Và bây giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có khỏe không? Đẹp không? Thấy nhiều cái chân này. Thông thường thì không mệt, chứ còn lâu lâu tôi cũng hay mệt. Thưa đại chúng, trên bàn của đoàn có một số câu hỏi, thì hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian để trả lời những câu hỏi. Ở trong Phật pháp, chúng ta có hai giới đệ tử Phật: giới xuất gia và giới tại gia. Các vị tại gia thọ năm giới, quy tam bảo thọ năm giới, thường tới lui tam bảo để phụng sự cho tam bảo. Thì trong Phật học gọi là U Bà Tắc, là dành riêng cho các vị nam. U Bà Di là dành cho các vị nữ. U Bà Tắc hay là U Bà Di thì cũng được gọi là cận sự nam hay là cận sự nữ. Chữ cận nghĩa là thân cận, sự là phụng sự. Khi chúng ta gần gũi phụng sự tam bảo thì chúng ta gọi là nữ cận sự hay là vị nam cận sự. Ở đây các vị xuất gia thì có bổn phận hoàn truyền Phật pháp. Các vị cư sĩ cận sự nam cận sự nữ thì có bổn phận hỗ trợ chúng ta làm cho ngôi chùa được thịnh. Ví dụ như mình phát tâm ngôi chùa mình làm phong quả, nấu cơm cho đại chúng, hay là quét nhà, hay là cắt cỏ, tất cả những công việc đó, tức là mình làm cho ngôi tam bảo được tốt đẹp, thì để cho chúng ta riêng một phần để lo chuyện tu học giảng dạy. Ví dụ như hôm nay mình tu tập thì có quà như quý sư cô chịu trách nhiệm hướng dẫn tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nói pháp, thì có một số quý Phật pháp được truyền bá rộng và do chúng ta ngôi chùa được hưng thịnh và nhờ các vị cận sự nam và cận sự nữ. Và để cho cái người cư sĩ Phật tử đó có đủ cái chất lượng, cho nên tại sao mình quy đi? Tại vì nếu mình chưa quy đi thì cái chất Phật của mình nó chưa có bắt đầu. Phải quy quy đi rồi là mình tự mình hiểu mình là một Phật tử, thì bắt đầu mình làm cho cái chất Phật cho trong người mình nó tốt. Cho nên ai cũng có, nhưng mà phải khai phát. Ai cũng có cho nên phải được khuyến khích. Cho nên hồi đó có bà nhớ là có bà đọc cái cuốn là Phát Bồ Đề Tâm. Và khi mà có bà đọc cái tác phẩm đó thì đến khi ngày tuyên hóa, ngày giảng, ngày nói rằng tại sao phải phát, tại sao phải phát? Tại vì người ta chưa khởi thì mình phải nói cho người ta khởi, khởi phát luôn. Người ta có mà ta chưa có, làm sao nó phát triển thì mình phải làm cho cái tên Phật của người ta nó khởi phát được. Cho nên đó, mình là một vị ai mà quy y rồi
mà về lo cho chùa chiền đều là những vị cận sự nam cận sự nữ. Nhưng mà nó có hai cái cách là mình về chùa mình công quả, đó là cái phần phụng sự. Có một cách nữa là trong khi chúng ta phụng sự, chúng ta vẫn ứng dụng được cái lời Phật dạy trong khi chúng ta làm việc. Thì như vậy là chúng ta vừa là làm việc mà vừa thuyết pháp. Nó hay như vậy. Ví dụ như là một cái người kia họ làm một cái việc gì không đúng, họ nghĩ là không đúng, mình nổi giận lên, thì cái một đạo hữu khác thay vì tới mình chấp thêm cho cái người kia giận lên, mình đọc câu thần chú tát bà tát bà, quý vị tụng chú đại bi nam mô hắc ra cho nó câu tát bà ma ra phải không? À, thì cái chữ tát bà đó dịch nghĩa là hãy vì việc chung, hãy vì việc chung. Và nếu mình tụng chú đại bi á, mà mình làm sao chú đại bi trở thành ra một cái pháp môn cho mình, thì tự nhiên cái bài chú đại bi đó nó trở thành thiên thủ thiên nhạc vô ngại đại bi. Vô ngại đại bi tâm tức là cái tâm không còn ngăn ngại, vì mình đã có được cái tự tại của thiên thủ và thiên nhạc. Cho nên bài chú đại bi đó, quý vị nghe trở lại cái lời giải thích từng đoạn từng câu đó, thì mình sẽ thấy rằng cái bài chú này quả thật là bài chú rất linh diệu. Linh diệu ở cái chỗ là trong chú đại bi bàn bạc những cái pháp tu. Và một ví dụ một câu trong đó, ta bàn ta rồi vì việc chung. Rồi đến mình tụng cái câu gọi là ta bà ha, thì tự mình sẽ nhớ là ta bà ha có sáu nghĩa. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa, trong đó có cái nghĩa là các từ viên mãn. Chỉ khi nào mà mình làm việc gì mà tâm mình an lạc là mình có các từ, mà mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì gọi là viên mãn. Thì ngay nơi đó mình thấy được. Cho nên đó, có một nơi đại chúng là ngay cái pháp danh của mình, ngay cái pháp danh của mình thôi là một pháp tu. Ví dụ như khi mình sinh ra thì cha mẹ đặt cho mình một cái tên. Thì trong khi mà cha mẹ đặt cho mình cái tên là cha mẹ gửi hết cái tình thương và cái mong đợi của cha mẹ ở trong cái tên của mình. Và khi mà người thầy đặt cho mình một cái tên thì người thầy cũng gửi gắm hết cả cái ý nghĩa của sự tu hành ở trong pháp danh. Nhưng mà tại vì đôi khi mình không hiểu, mình còn thấy cái tên của mình sẽ nghe nó ngộ ngộ, giống như là không có được đẹp. Có nhiều vị quy y rồi mà nói sao tên tôi xấu quá. Thực sự là pháp danh nào nó cũng có cái nghĩa đó. Nhưng mà bởi vì cái chữ đôi khi mình thấy nó không có hay là gì theo cái ý nghĩ mình nghĩ thôi. Ví dụ như là một cái vị nào đó người ta pháp danh là Thanh Đại, tự nhiên nó chọc luôn, chắc thầy thấy tôi bự con Thanh Đại. Chữ đại đâu có nghĩa là lớn không. Theo cái lượng, chữ đại nó gồm có ba nghĩa: hiếm có cũng gọi là đại, thù thắng cũng gọi đại. Ngoài cái ý nghĩa là chữ lớn, theo mình thấy cái gì là chữ đại. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu xa, cho nên mình gọi là Đại Bồ Tát, đại nhân. Không lẽ cái Bồ Tát nó to con có kêu Đại Bồ Tát? Bởi vì ở nơi Bồ Tát nó có những cái đức hạnh mà người khác không thể làm nổi một cái việc phi thường đó. Cho nên đại chúng thấy cái chữ đại mà chúng ta dùng, nó không chỉ có cái nghĩa theo thông thường mình hiểu đại là bự và to, mà ở nơi con người nhỏ đó người ta làm việc phi thường, cho nên là Đại Bồ Tát. Cho nên có một vị
nguyện Bồ Tát đó là đại thế chí. Cái chí nguyện của người đó nó thù thắng, và chính vì phát được cái chí đó cho nên nó vượt hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhờ có đại thế, nhờ có cái chí lớn cho nên sẽ cố gắng vượt mọi cái khó khăn, thì đó mình thành đại thế chí. Cho nên mình thấy các vị Bồ Tát đều là những Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn là tiếng Hà, tiếng Phạn gọi là gì? Maha Tát. Nam Mô Quán Tham Bồ Tát Maha Tát. Chữ Maha là rộng lớn. Vậy thì ở nơi Bồ Tát đó có những cái gì đó màu nhiệm, nó vượt hơn cho nên là Maha Tát. Ví dụ như là hôm nay đại chúng có những vị đại Bồ Tát, thì không lẽ Đức Phật nó bữa nay toàn là Bồ Tát tụi con không? Thì muốn trở thành ra một cái người cư sĩ gần gũi tam bảo cho nó đúng nghĩa, và đồng thời không bị nhạt đi cái chất, thì người Phật tử đó phải làm gì? Phải thường xuyên thăm viếng các vị xuất gia. Chữ thăm viếng này không có nghĩa là con thầy khỏe, con tới uống trà như này. Thăm viếng đây là tới lui để mình học hỏi. Ở trong cái bài kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật có nói như thế này: chư thiên hỏi Đức Phật làm sao để cõi trời cõi người được hạnh phúc. Trong đó có một hạnh phúc Đức Phật nói: thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Cái bài kinh đó chư thiên hỏi Phật có câu à: thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Có câu đó thôi mà Phật dạy 38 pháp hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc: biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thì thưa đại chúng, là mình giữ pháp đàm học hỏi, thường tới lui thăm viếng các vị xuất gia. Tại sao? Đây là Pháp Hòa nói những vị xuất gia có tu tập. Vì khi mà mình gần cái người xuất gia thì người xuất gia nhất định sẽ không có nói cho mình nghe những cái lời nó ngược lại với cái điều Phật dạy. Còn thí dụ thôi, người xuất gia là không có được đi nói xấu người khác. Còn người xuất gia mà kêu mình lại nói: trời, con thấy cô thầy thấy con cũng hiền lành dễ thương quá, thầy biết chuyện này mà lại nói cho con là từng rồi cô mới cứ vô cũng nói xấu cũng phá trình thầy, cô thầy không thể muốn được. Giờ, có ai nói vậy? Người xuất gia là không thể nói với cái chuyện đó được. Rồi người xuất gia sẽ không bao giờ chọn thầy thấy con cũng đẹp trai cũng dễ thương mà sao giờ này vẫn chưa có ai, thôi để thầy làm mối cho nghe. Thầy thấy cái người đó đi chùa được lắm, người xuất gia không có làm mai mối cho người khác. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Vì vậy cho nên đó, mình gần cái người xuất gia, người ta cho mình được cái ý niệm của giải thoát. Thí dụ mình bực cái chuyện gì đó mà tới người xuất gia, người xuất gia chỉ khuyên mình bớt cấp thôi chứ bao giờ nói thêm. Thầy nói với con rồi, tại con không nghe. Thầy lão lương rồi, nó lâu rồi. Người xuất gia đâu nói vậy đâu. Thầy tự ra không có quên thăm viếng các người xuất gia. Thăm viếng là mình tới mình hỏi đạo. Và mình gần gũi người xuất gia làm gì? Để mình học cái cung cách của người xuất gia, cái uy nghi. Hồi nãy trong này có hòa lý sơ qua có câu hỏi: tại sao mấy thầy chỉ có 250 giới mà quý sư cô 348 giới? Mà còn cái câu kế nó mới hay. Còn cái câu hỏi này
đúng là Đức Phật có một cái hay là khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật không hề chế bất cứ một giới nào, bởi vì Đức Phật rất dân chủ, người ta không phạm pháp mà bắt người ta giữ luật là người ta sẽ không phục. Cho nên 12 năm đầu Phật không có nói giới, các thầy cứ lặng lẽ với Phật tu tập thôi. Đến bắt đầu năm sau, năm thứ 12 là trong chúng bắt đầu có người phạm giới, thì bắt đầu Phật mới chế giới thứ nhất. Phật nói các thầy thấy không, cái điều đó nó không có phù hợp với người tu. Bắt đầu từ bây giờ người xuất gia không được làm điều này. Cái nó mới có giới à? Mà cứ lần lựa 250 người phạm thì bắt đầu Phật mới có 250 giới. Đức trong nhà Phật có cái câu như thế này: tùy phạm tùy chế, tùy theo cái người ta phạm cái gì thì mình chế cái giới đó. Phật bảo ví dụ khi mà xã hội chúng ta ít người lái xe, ít có bị tai nạn, thì cái luật mà phải cài giấy beo đó nó chưa có thi hành, kệ ai muốn thì làm. Nhưng khi quá nhiều người ta bị tai nạn thì bắt đầu cái luật seat belt được áp dụng. Và khi mà cái người seat belt đó rồi quên nhắc cái người kế bên thì người ta lại thêm cái luật: nếu dưới 18 tuổi thì người lái xe phải chịu trách nhiệm, nếu bị phạt mình phải trả tiền, tại vì người ta nhỏ mình không chịu nhắc. Rồi nếu ai trên 18 tuổi mà không seat belt bị cảnh sát bắt thì tự người đó phải trả tiền, tại vì anh lớn, anh đủ tuổi để nhận thức mà anh không làm. Như vậy thưa đại chúng là luật pháp của nhà nước, của quốc gia cũng tùy theo cái nơi đó người ta phạm cái gì nhiều thì cái luật nó phải được thi hành. Đạo Phật cũng thế. 2500 năm trước Đức Phật đã áp dụng dân chủ kiểu này, người ta không phạm gì hết, tự nhiên biểu ta nè, mấy thầy lỡ tôi nói cho nghe, từ nay không được sát sanh, uống rượu, hút thuốc gì, thì người ta đâu có phục. Tự nhiên biểu làm những cái chuyện mà tại vì Đức Phật, người ta không phạm thì mình không có cái gì để ép buộc. Đến khi nào cái điều đó người ta phạm mình thấy nó rất phù hợp để mọi người phải tuân phụ thì cứ như thế mà chế giới. Nói 250 giới hay là 348 giới chớ thật sự ra đó, ở trong đó có 100 giới nó thuộc về cái quy nghi của người tu. Trong 250 giới nó có 100 giới gọi là chúng học, tức là cái giới mà mọi người cần phải học. Ví dụ ta có một ví dụ cái nhỏ này, trong 100 đó có câu là người xuất gia không được đi đánh đằng xa, tức là vừa đi vừa đánh cái tay, một giới. Người xuất gia không được chống nặng, người xuất gia không được vừa đi vừa nhảy, ví dụ vậy đó. Người xuất gia không được ngồi trầm hổm, mình nói ví dụ vậy. Thì nó thuộc về cái giới gì? Về cái giới giữ cái oai nghi, cái phẩm hạnh, cái đẹp của mình. Như vậy thưa đại chúng, giới càng nhiều thì đẹp càng nhiều. Có một câu như thế này: chúng con ý thức rằng son phấn, ngọc ngà, châu báu, quần là, áo lụa, nó chỉ là cái sự đẹp tạm hào nhoáng ở bên ngoài, mà nó không nói lên cái đẹp đích thực của người tu. Cái đẹp đích thực của người tu là cách đi đứng hành ngồi, nói năng hành xử. Và như thế con làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp cho đoàn thể tu học của con. Vì vậy con nguyện không dùng phấn son, nước thơm, vân vân. Như vậy khi mà Đức Phật dạy mình một cái điều gì thì Đức Phật nói rõ nguyên do, và nhà Phật là
ý thức việc đó sai mà không làm. Ý thức được cái này tốt thì nên làm, chứ không có ép buộc. Ví dụ như một người xuất gia, nếu ai mang một cái áo da tới cho tặng cho mình cũng không có mặc, bởi vì người xuất gia không mặc áo lạnh bằng da cuốn, đó cũng thành giới. Như vậy thì nói giới nghe cho nhiều vậy, chứ thật sự tất cả cái đó nó chỉ làm cho, nó bảo sự an toàn cho mình. Thưa đại chúng, giữ giới không có nghĩa là mình mất tự do, mà giữ giới để bảo hộ cho thân tâm mình được an lạc. Có một ví dụ, một cái vị mà Bồ Tát tại gia giới, Bồ Tát giới đó, trong đó có một giới là nếu biết chỗ nó nguy hiểm mà vẫn đi, người đó phạm giới. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình biết chỗ hiểm, nguy hiểm mà mình vẫn đi, có nghĩa là mình tự hại mình rồi. Mà nói hơi hơi người ta đâu có chịu nghe. Phải áp thành giới để chúng ta nhất nhất mà làm. Mà làm để gì? Mục đích gì? Vì bảo vệ sự an toàn cho mình. Quý vị đi tới những cái chỗ trường học, người ta vẽ hình một đứa học sinh băng qua lộ, bên cạnh ta để 30 cây số giờ. Mình mới dọt lên 40 bị bắt liền. Tôi chạy có 40. Ở đây là chỗ học sinh đi học, khu vực trường học, không được lái như vậy sẽ gây ra nguy hiểm cho học sinh. Khi người ta phạt mình là vì mục đích gì? Để mình nhớ đừng bao giờ đi ở. Nó rất nhiều những tai nạn nho nhỏ như vậy xảy ra ở trong cái xã hội hàng ngày là do chúng ta cứ ỷ y và không bao giờ hiểu được. Cho nên 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ cài dây beo khi lên xe. Cái gì cũng có kệ hết. Kệ là những cái bài thơ ngắn ngắn nhắc nhở. Mỗi khi mình làm bất cứ cái gì nó đều có một cái bài kệ. Thì quý vị mở tắt cái công tắc đèn. Thất niệm là bóng đen, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Mỗi lần mình bật cái đèn lên là mình biết khi mình sống mê mờ là bóng đen, khi mình sống tỉnh thức là ánh sáng. Vậy thì con nguyện con làm cho con mỗi ngày mỗi sáng để con làm cho thế gian này được hạnh phúc, được an lạc. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Rồi mình bây giờ mình hay bị ỷ y, gần quá khỏi cần cài dây beo, khỏi cần xích beo, cho nên có bài kệ xích beo. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Có nhiều khi ôi ta buồn, ta đi lang thang không biết về đâu, hao sẵn mất thì giờ. Mà nhiều khi lái xe mà tinh thần không ổn định gây tai nạn. Cho nên đó là bài kệ đề máy xe trước khi mình đi. Có bài kệ không? Vậy thì mình gần, quý vị ơi, mình sẽ thấy rằng tại sao Phật dạy mình phải giữ cái đó. Tại vì Phật muốn cho mình có được sự an lạc. Cho nên như là chúng mình giữ giới là giữ cho mình, cho gia đình, cho xã hội, chứ không phải cho Phật. Mình không cần tu với Phật, mình không cần tu cho Phật, mà mình tu cho mình, mình tu cho gia đình mình, cho đạo tràng, cho xã hội. Còn Phật thì khỏe rồi. Phật thì người đã thành tựu, cho nên bây giờ mình nói gì Phật cũng ngồi yên và bất động. Mình nói gì Phật cũng ngồi cười, mà đến nỗi Phật chỉ là chịu hết nổi giơ tay đầu hàng với chúng Phật. Tại đây chúng là mình, cái điều kiện thứ nhất để mình trở thành một vị cận sự đúng nghĩa là mình
xuyên gặp chư tăng. Tại vì khi mình gặp chư tăng, chư tăng đây là kiểu nói chung nha, chữ tăng là nói chung chứ không có nghĩa là phân biệt là tăng là nam mà ni là nữ. Sở dĩ ngày nay người ta nói kính bạch chư vị tôn đức tăng ni á, là người ta nói cho nó thêm chữ và để nó rõ ràng vậy thôi, chứ thật sự chữ tăng là đã đủ. Ngay quý sư cô cũng là tăng, bởi vì chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là thêm, tăng là thêm, tăng nghĩa là một đoàn thể sống có hòa hợp, có thanh tịnh là tăng. Ai mà sống chung có hòa thuận, có thanh tịnh là tăng. Nhưng mà nếu như mình ở chung với nhau là mình ở chung là có rồi đó, mà gây gỗ thì chưa đủ cái chất ý nghĩa của ta. Cho nên ngài lục tổ Huệ Năng khi mà hỏi ngài về tam bảo, ngài mới nói quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh. Mình nghĩ là mình quy y Phật đó là mình lại được Phật đây. Này là Phật thế gian, Phật này miết trên Việt Nam, Phật này bằng vật chất còn có mình làm ra được. Nhưng mà bên cạnh đó phải có một cái ý quy nữa là quy y giác, tức là giác ngộ ở đây mình. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nếu mình quay về được như sự giác ngộ của mình là mình quy Phật. Quy chánh tức là quy pháp, có nghĩa là mình nương tựa vào con đường chánh pháp mà không nương tựa tà pháp. Còn quyển kinh mà mình tụng mình nương tựa đó là thế gian pháp bằng. Có một cái xuất thế gian đó là sự trí tuệ từ bi ở nơi mình, chánh pháp ở mình, cái đạo lý chân thật ở nơi mình. Quy tăng là quy y tịnh. Thêm chư tăng đời này mặc áo cạo đầu tu trong đời này là thế gian tăng, nhưng mà tăng còn có nghĩa là sự thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên khi mình về chùa mình quy y á, quy Phật, quy pháp, quy tăng, ta nói rõ cho mình nghe. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, cuốn kinh là thế gian pháp bảo, mấy thầy đời này còn làm lễ cho mình là thế gian tăng bảo. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, nhờ những cái hình ảnh đó để cho chúng ta biết rằng trong con có Đức Phật, sự giác ngộ của Phật. Cho nên con nguyện trở về với sự giác ngộ trong con. Con nguyện trở về với sự trí tuệ từ bi chánh pháp ở trong con. Con nguyện trở về với sự thanh tịnh hòa hợp ở trong con. Cho nên tụng kinh bữa nào xong cũng tự quy y Phật. Đời con đã một lần quy y rồi, là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà con sẽ tự quy y Phật, pháp, tăng ở trong con mỗi ngày. Thời kinh nào xong rồi cũng ta tự quy y hết. Khi mình gần chư tăng và Pháp Hòa nói chung hết, là để mình có được cái sự chia sẻ linh mật. Thí dụ như các vị nữ cư sĩ, gọi là nữ, gọi các vị nữ bà di đó, nếu mà quý vị gần chư vị ni, các vị sư cô, thì các vị sư cô có những cái nhẹ nhàng, có những cái dễ thương, hiền lành, mình học hỏi từ cái đức hạnh của các vị. Và nói như vậy thì cũng có khi các vị xuất gia có những chút khuyết, thì mình biết cái nào là khuyết, biết thôi. Mình không học được thì để đó, nhưng mà học được cái gì biết không? Đừng có đun cái, đừng có làm theo cái kiểu này. Mình nó làm chứ, mình làm như vậy thì chưa dễ. Cho nên mình ở gần cái gì ưu mình học, cái gì quyết mình học, đừng làm để mình tranh. Rốt cuộc rồi mình không có phạm cái lỗi là chỉ trích hay chê bai, mà tốt hay dở chúng ta đều có cái học để làm cho cái chất Phật cái chúng ta lớn lên. Quy y xong rồi thì được gọi là Phật tử.
chưa quy y cũng không sao, cũng sao hết, cái đó là quyền của mình. Nhưng mà một khi mình quy y thì tự nhắc nhở mình là Phật tử. Chỉ cần biết mình là Phật tử nó đỡ dữ lắm. Mình muốn sẵn tay áo lên tới trên là nhớ cái keo xuống, mình nhớ mình là Phật tử, keo tay xuống. Thí dụ vậy. Rồi thứ hai á, để trở thành một cái chất phẩm cho thuần, chúng ta không sao lãng nghe pháp. Thưa đại chúng, có nghe pháp là nghe làm sao? Không phải bằng giảng nào của các thầy đó mình cũng nghe hết trơn. Trời ơi, thầy có 600 bài giảng tôi nghe hết trơn, mà hỏi có nhớ gì nhiều quá tôi không nhớ chưa. Mình nghe cái kiểu đó nhiều khi mình nói, trời, có bằng gì mới không, có bằng gì mới không, giống như bài giảng liền vậy. Nhưng mà thì tự ra mình nghe pháp á là để mở tâm. Nhưng mà nghe xong rồi mình phải đem cái lời pháp đó nó trở thành ra cái ứng dụng cho mình. Hồi nãy có một Phật tử vô thăm và bày tỏ sự cảm ơn với Pháp Hòa. Ngày những năm mấy năm trước là con bị stress nặng lắm. Và nhờ những cái băng giảng của thầy, con nghe có nhiều khi một băng giảng đó con nghe đi nghe lại nghe nhiều lần cho nó thấm, và bây giờ con đã bớt bệnh và còn hết rồi. Còn hồi đó con uống thuốc nhiều lắm, uống thuốc stress, rồi con nghe từ từ con giảm từ 2-3 viên giảm xuống còn 1 viên nửa viên riết hết hết uống thuốc. Không mà còn nói đùa, nói vậy cái tiền mua thuốc đâu. Thưa đại chúng, là mình không sao lãng nghe pháp. Để Pháp Hòa nói câu này, quý vị biết Khổng Tử nói câu triêu văn đạo tự tử khả hỷ. Buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Thì như vậy thưa đại chúng, là người ta Khổng Tử đã đem cái chết với cái đạo bằng nhau. Mình sợ chết không? Sợ. Và mình thấy cái chết nó quan trọng thế nào thì cái đạo mình nó cũng quan trọng thế này. Mà thậm chí đạo còn quan trọng hơn nữa, tại vì nghe đạo rồi mà chết thì cái chết này giá trị. Còn không nghe được đạo lý mà chết thì chết tức, chết tối, chết không kịp đó. Cho nên cái câu đó mà nghiền ngẫm thì mình thấy người xưa đã lấy đạo, mà cái chữ đạo đây Pháp Hòa cũng nói đây không phải là đạo Phật không nha. Đạo này là đạo lý, đạo này là chánh pháp. Mình nghe được cái đạo lý, cái chánh pháp rồi có chết cũng được, tại vì chết mà có con đường này đi. Rồi đời nào kiếp nào mình sống, mình cũng có được cái đạo này, cái con đường này. Cho nên triêu văn đạo tự tử khả hỷ, chữ tịnh là buổi chiều, sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thế thì cái chết và đạo nó quan trọng như thế. Và nói nữa thì đạo rất cần, bởi vì có những cái chết nó nặng như Thái Sơn, và có những cái chết nó nhẹ như Long Hồng. Nếu mà mình chết và mình chết trong an lạc, chết trong chấp nhận, chết nó nhẹ như Long Hồng. Còn chết mà trong đau khổ, trong quằn quại, trong tức tối thì chết nặng như Thái Sơn. Cho nên có nhiều người ta nghe xong câu đạo lý ta nhắm mắt ta đi cái một. Còn mình đó, nằm hoài không biết, tại vì mình còn có cái gì đó chết chung. Mà nếu ai đó vô khai thị, khai là mở, thị là chỉ, mở tâm tư và chỉ sự thật, người đã chấp nhận rồi. Nhưng mà mình phải biết cách khai thị. Người ta mới, mình mới vừa bước vô, mình chưa biết người ta đang cái gì đó. Khoan khai thị, thăm viếng ta cái đó. Vô ngồi
thăm viếng rồi thấy sắc diện ta làm sao mới khai. Chưa gì hết mới mời mình vô bác, phải đừng quên chết nha, chết sao thí dụ vậy. Thì mình khai nhưng mà mình chưa biết là mình phải khai như chỗ nào, biết ta mế chỗ nào mới khai chứ. Có nhiều người ta đâu phải người ta khổ vì tiền mà ta khổ vì tình cảm gia đình vợ con, cho nên mình phải biết tâm bế ở đâu mà khai được. Mà bây giờ nếu mà mình có cái đạo lý, mình ngồi mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình để ý ta rồi, hoặc là mình thăm hỏi một lát, mình sẽ hiểu được cái tâm tình người ta bế chỗ nào rồi từ từ mình khai. Mà có đôi khi khai mà không dám khai trực tiếp, khai gián tiếp. Có những cái trường hợp là Pháp Hòa đi tới, Pháp Hòa không có nói trực tiếp được, mà Pháp Hòa biết cái quyển kinh đó, nó có những cái lời trong đó giúp cho người ta hiểu. Thời đem kinh ra vô, mời người ta tụng. Người ta tụng xong, mình khỏi khai, nhờ kinh điển, nhờ quyển kinh đó khai. Xong mình thấy là nhẹ nặng. Hiểu ý không? Cho nên hai cái điều mà mình cần làm: không quên thăm viếng các vị xuất gia và không sao lãng nghe Pháp. Tại vì khi mà chúng ta có nghe Pháp, tức là chúng ta thanh lọc cái thấy nghe của mình mỗi ngày. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy mỗi ngày Đức Phật sáng ông mình bác đi khất thực, khất thực về tịnh xá ăn cơm, ăn cơm xong rồi rửa bát, rửa tay, xong rồi lên pháp tòa đó Pháp. Còn ở cõi cực lạc á, sáng ra lấy cái giỏ đựng hoa, phải không, cúng dường cho tất cả chúng Phật ở mười phương. Xong rồi đến giờ ăn cơm trưa thì trở về quốc độ của mình, ăn trưa xong thì đi kinh hành. Chứ cõi cực lạc không có nói ăn cơm xong rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Tại sao cõi cực lạc là buổi sáng lấy hoa đúng? Cái hoa đó là tượng trưng cho gì? Cái đẹp, cái tốt, cái giáo pháp. Nếu mình tâm mà có cực lạc đó, ở đâu cũng là thuyết pháp hết. Bây giờ mình bước ra sân, mình thấy cái đó hoa nó nở, đỏ hoa nở. À, mình thấy trời xanh mây trắng, mình thấy mưa lâm râm, tất cả cái gì nó cũng che chứa mình pháp hết. Thì như vậy thì mình là một cái người mà ở cõi cực lạc, mà chỉ cần bước ra cửa là mình thấy giáo pháp rơi đầy luôn. Rồi mình đi tới đâu mình cũng đem cái giáo pháp đó mình ứng dụng cho tất cả mọi người, thì nghĩa là sao? Mình cúng dường hoa cho Phật có 10 phút rồi. Rồi cuối cùng mình trở về được với cái bản chất của mình, lương giảng bình thường của một cõi cực lạc, còn không có gì đặc biệt hết. Ăn cơm rồi đi kinh hành. Chứ đừng có nghĩ cực lạc là cái gì ghê lắm mà mình không tới được. Cực lạc như quý vị ở đây ngày lên cực lạc, sáng tới đậu, có người đứng chỉ xe cho đậu nha. Rồi vô rồi ngồi á, rồi cái có người hướng dẫn tụng kinh á, rồi nghe pháp á, cái tới ngồi ngồi chỗ cái cô cũng đâu rơi xuống. Ăn xong cũng khỏi cần dọn cái ý với 48 nguyện của Phật Di Đà, khỏi lau khỏi rửa cho chi cho nhập nhằn. Quý vị nhớ 48 nguyện của Phật Di Đà có câu ăn rồi chén dĩa liền thôi, khỏi la khỏi mất công mà rửa lau cho nhập nhằn. Cực lạc cái gì? Mà mình không chấp nhận là cực khổ. Cho nên phải cực lạc, cực khổ song song. Hai đường cực hết, biết dân đường nào. Nhưng mình sẽ có câu trả lời: cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, con dân vô trường. Không quên thăm viếng chư tăng, không sao lãng nghe Pháp. Cái thứ ba là gì?
phải tu tập cái tăng thượng giới. Cái chữ này nó chỉ đơn giản là mình giữ giới. Bây giờ đại chúng ở đây năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không hút thuốc, cờ bạc. Bây giờ nói trời ơi, năm giới con giữ không nổi, con giữ được bốn giới thôi, được bốn giới cũng được, giữ ba giới cũng được, giữ hai giới cũng được, thậm chí con giới con thầy kia thọ giới xong giật mình, nó trời tới 250 giới. Lên gặp Phật nó bạch Đức Thế Tôn: giới nhiều quá con giữ không nổi, Đức Thế Tôn cho con giữ ít ít được không? Phật mới nói bây giờ nhiều quá thầy giữ không nổi, giờ thầy giữ một giới nổi không? Bây giờ nổi, thôi thầy giữ giùm tôi cái giới ý. Tại vì 250 giới mà phạm là do cái tâm mình không tỉnh, cho nên nó mới phạm. Nếu mà cái giới ý mà được kẹp chế thì khỏi lo chuyện này. Quý vị thấy Đức Phật, sở dĩ con có phạm lỗi là tại tâm con chưa thuần chưa tỉnh. Chỉ cần tâm hồn tâm tỉnh, đừng nói chi 250 giới, ngàn giới cũng không sao, thì giữ được cái giới ý. Nhưng mà tới đây chúng là cái giới mình càng giữ, mình càng có tự do, càng có hạnh phúc, bởi vì mình không có phạm lỗi. Hôm nào mình lái xe mà bước đèn đỏ cái trong cái thùng thơ coi có bị chụp hình không, gửi cái tích kịch này, nó kêu mình làm một cái gì là tâm mình bất an. Cho nên phải cư sĩ tại gia giữ tâm giới. Nhưng mà Đức Phật cũng rất dễ thương, Phật nói ai mà giữ một giới tới hai giới thì gọi là tiểu phần của giới cư sĩ, gọi là tiểu phần của Bồ Tát. Giữ được ba giới gọi là bán phần u vật tật, giữ được bốn giới gọi là đa phần u vật tật, và giữ được năm giới là toàn phần u vật tật. Thấy thương không? Phật dễ thương như vậy mà không tu nữa, không biết làm gì nữa giờ. Phật nói nhiều giới quá, Phật nói thôi giữ hai giới đi. Hai giới thì Phật gọi con là tiểu phần. Mà bữa nào con ngá khá, con giữ được ba giới, Phật gọi con là bán phần. Và con giữ được bốn giới là đa phần. Trong năm mà con giữ được bốn là đa phần. Và nếu con giữ trọn được năm thì gọi là toàn phần. Rồi thậm chí nói Phật ơi, con giữ giới nhiều quá, giữ không nổi, con giữ một giới là con giữ một giới ý. Cho nên mình có tu giới mà thưa đại chúng, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Mình mà phạm pháp tâm mình bất an, mà bất an là thiếu định, mà thiếu định thì sao? Tuệ không sinh. Quý vị để ý, cái người mà họ nói dốc, cái người mà chuyên môn nói dốc hay nói thế, mà thường nói dốc xong rồi hay quên, bữa nay nói kiểu này mai nói kiểu khác là mình biết rồi. Còn cái người mà ta nói thật á, trước sau cũng vậy thôi. Đông người họ cũng nói vậy, mà ít người họ cũng nói vậy là khỏi lo. Mình không có nói dốc là không có phải lo, là phải dặn nghe. Hồi nãy tôi nói cái này là chị lát nhớ chị nói đúng khớp với tôi. Trời ơi, mình hồi hộp dữ lắm. Mình sợ người đó tới trước mình được mà nói tới một cái là tiêu. Mà có mà để ý, có những cái chuyện rất nhỏ thôi, mình cái chuyện rất nhỏ mà mình nói không thật rồi đó, là tự nhiên mình lo lắng đủ thứ đó, mình sợ, cho nên nó khổ. Cho mình mà có giữ giới nó đỡ. Rồi quý vị biết ngày xưa Phật ấy, đâu có bắt mình phải giữ cái giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc đâu. Đến khi có cái ông đó, ông Phật, ông uống rượu xỉn, cái ông đi về thấy con gà, cái ông nhớ tới cái bữa nhậu ông hồi nãy nữa, cái ông bắt con gà ông ăn. Rồi cái cô chủ con gà đó, cô chủ nuôi gà đi kiếm gà, ông thấy cô này đẹp quá, và trong lúc ông đang say xỉn thì cái ông làm bậy với cô này, là hai giới rồi phải không? Ăn cắp gà là một giới, giết gà là sát sanh, phạm lỗi với cô kia là tà hạnh. Rồi bắt lên quan tòa, ông chối, ông nói ông không có làm, là nói dối.
Cho nên Phật mới nói rượu là nguyên nhân sanh ra các tật. Và trong kinh còn có câu uống rượu có 36 lần. Mà nhiều lắm ở trong đó và nói đơn sơ quý vị thấy. Ví dụ bây giờ uống rượu sai rồi thì sao? Rượu mà sai rồi thì bắt đầu mình thấy cái gì nó cũng lộ ngược đó. Mà ai nói cái gì không đúng ý mình là mình đánh lộ, mình ghi gỗ đủ thứ đó. Cho nên Phật không đúng. Các thầy tỳ kheo đâu có bị cấm rượu đó. Mà nhân có một lúc có một thầy đó đi thuyết pháp rất hay và rất giỏi. Phật tử nghe xong thương quá, đem rượu ra mời. Thầy uống xong thầy xỉn. Thầy xỉn xong rồi thầy đi ngã tới ngã luôn, thầy té rồi thầy ói bữa ngoài đường. Các vị ta đi ngang ta nói trời ơi, đệ tử Phật Thích Ca đây nè. Mà cậu coi ổng như thế này. Thì cái chuyện này đi tới Phật, Phật mới cấm là các thầy không được uống rượu. Bởi vì khi uống rượu vô rồi, ở trong cái bài sám hối có cái câu ngã gió đi xiên nằm buồn nằm bờ gì như điên khác nào vậy đó. Cái bài sám hối hãy tụng, quý vị nào trong tịnh xá tụng cái bài sám hối nó nhớ không? Say xưa nằm bờ té bờ thì nó bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mọt hao, nhiều người vì rượu biết bao thư nhạc. Mấy cái câu trong cái bài sám hối. Sự có hòa nhớ là hòa thượng Thích Giác Nghiêm ngày có cái bài thơ uống rượu vô rồi sai rượu loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu có quỷ già theo lèo. Chúng ta là đại đức. Từ bước qua tuổi 40
dài lên cho tới 59 tuổi chúng ta vào thượng tọa. Rồi cái vị nào từ 60 tuổi trở lên cho tới 79 tuổi chúng ta gọi là hòa thượng. Từ 60 trở lên là hòa thượng hết rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái vị đó mà 80 tuổi rồi thì chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Mà vị đó mà sống tới 90 tuổi trở lên nữa rồi trưởng lão hòa thượng. Quý vị hiểu ý? Cái đó là chúng ta tạm quy định để cho biết những cái thứ vật để mà chúng ta gọi. Có một hôm á, thường thường ở chùa có bà dạy các chú tiểu á, không có ít khi nào gọi lại ngồi xuống rồi giảng một lô ít. Thường thường là mấy chú làm cái gì sai thì có bà nghĩ cái sai đó có bà nói. Thì có một hôm có bà mở cái tủ chén ra thì nó xà nguyên cái đống chén xuống, tại vì cái tô á tổ bố thì nằm ở trên, cái chén chạm chút thì nằm dưới, cho nên chén bát út không có ngăn nắp, không có đứng lóc, cho nên nó mới đổ hết. Phong bà mới kêu mấy chú lại, phong bà nói người ta trên cái mặt bình đẳng đây đều là dishes, là chén dĩa hết, nhưng mà khi mình xếp nó mình phải xếp thứ lớn, cái lớn nằm dưới, cái trung ở trên và cái nhỏ nữa trên cùng. Khi con sắp thứ lớn như vậy thì nó ngăn nắp, nó không có bị bể mẻ. Nếu cái mẻ xài thì coi kỳ quá, đem bỏ nó thì thấy phí quá, mà giữ thì bực quá. Quý vị có bao giờ ở trong cái sống chén của mình mà mình bị cái tâm trạng cái chén nó bể thì nó không bể, nó nguyên thì nó không nguyên, mà nó mẻ, mà nó mẻ chút thôi mà mình có khách mình dọn cái chén mẻ thì coi không được, bỏ thì mình tiếc, xài thì không được mà để thì bực. Có tâm trạng đó không? Ông bà nói cuộc đời của mình nó y hợp vậy. Có nhiều khi á, hư thì nó không hư mà nó cứ dở kiểu như vậy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái dở này thì mình làm phiền người ta dữ. Có những cái dở thì tại sao mình không chỉnh liền để nó khỏi mất công? Cho nên Pháp Hòa mới nói đạo Phật ấy là bình đẳng, nhưng không có nghĩa là mất công đi. Trên mặt ấy là bình đẳng, tất cả đều là con người, nhưng chúng ta phải có tôn ti, ai là thầy, ai là đệ tử, ai là sư huynh, ai là sư đệ, chứ không thể mà như vậy được thì nó đâu có ra cái đống kia là sắp xếp được. Thì Pháp Hòa nói trong xã hội, trong chùa mình đối xử với nhau cũng như thế. Sư huynh á là phải thương sư đệ, sư đệ là phải kính sư huynh. Và đôi khi sư huynh rầy một sư đệ sai, nhưng mà Pháp Hoàng không có rầy sư huynh trước mặt sư đệ. Thì có một hôm là có một chú phạt một sư đệ, mà phạt ngay bữa kinh. Chú này đang lên tụng kinh để cái anh này lên, anh biết cái này sai mà anh biểu chú này ra mùi hương. Thì Pháp Hoàng đi lên và thấy đang tụng kinh mà sao im luôn hết trơn nè, thì ra là đang bị phạt. Nhưng mà Pháp Hòa không thể rầy trước mặt chú mấy chú nhỏ như vậy được. Thì thôi Pháp Hòa lỡ rồi, thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ là mấy đứa con cứ tiếp tục tụng kinh đi rồi lát đi. Nhưng mà sau đó Pháp Hòa gọi chú lớn nó vô và con có quyền xử phạt một sư đệ, nhưng con không được quyền làm vậy ở trong cái bữa lễ. Hồi nãy thì là bởi vì thầy không muốn các em nó coi thường, cho nên là thầy phải nói riêng với con là con có phạt các em thì phải nhớ là tránh mọi cái buổi lễ nghi, vì có cái gì hơn là quan trọng bằng cái buổi lễ tụng kinh. Còn con interrupt cái buổi tụng kinh như vậy là không biết. Mà bàn bạc trong cuộc sống nó có những cái gì. Không mà nói như vậy để đưa lại chúng là nếu như mình là một Phật tử, mình muốn có được cái chức của Phật tử thì mình cũng phải
cái điều mà Phật dạy là có tâm tịnh tính tôn trần các bậc thượng trung hạ tọa. Ví dụ bây giờ mình thấy cái vị xuất gia đó chưa có thuần theo cái nghĩ của mình, nhưng mình cũng không có thích, bởi vì cái tánh tu như thế nào mình chưa biết, nhưng mà tướng tu là hơn mình bước rồi đó. Tướng tu là người đó đang mặc áo Phật, đang ở trong cái tướng của người xuất gia. Còn nếu mà nói về đạo lý thì mình cứ học cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người, mà biết đâu chính cái tâm cung kính mình lại làm cho cái vị đó tự phản chiếu rồi thúc liễm người đó tới. Có một cái chú đó, chú ngồi thiền, mà mỗi lần mà chú khởi nghĩ cái gì là có bà già trong cái nhóm ngồi thiền biết. Vậy thì ai tôi cao? Bà già tôi cao đó. Chú ngồi thiền mà chú nói, trời ơi, giờ sao tự nhiên mình thèm cà ri quá. Ngày mai bà nấu cà ri cho bà cô. Chú này chú mình chứ. Chú nào không lẽ mình tôn lưng dữ vậy? Chú thích đào mấy tuần lễ sau cái chú thèm rau muống xào, bà đem rau muống xào vô, cái chú mới nói chẳng được, cái gì mà sao cũng cái bà này, chú mới nói không được, vậy bà này nguy hiểm quá. Mà từ đến cái mức độ là mình khởi niệm gì á, bà biết, trời ơi mình phải thúc liễm, lỡ mình nói sao cô nó đẹp quá chắc chết. Để quý vị thấy là cho nên cái khởi niệm mà chính những cái mà mình tốt với người ta từ tự nhiên làm cho người ta thúc liệt không dám khởi. Có một câu chuyện là mấy chú tiểu ở Việt Nam còn nghiệp thì nhiều khi tu nhưng mà còn thèm. Có một bữa nọ trời mưa, lấy cái áo mưa mà đang bằng lá tre Việt Nam quý vị nhớ không, khoác lên người, đội cái mũ lụp xùm, rủ nhau cùng tiền mua bánh mì thịt. Mà ở Việt Nam mà trời mưa lạnh lạnh mà ăn bánh mì nóng hổi mà trong mấy cái cần xé của mấy người ta bán nó ngon lắm. Và chú đi ra, chú mới vừa bước tới cái quầy mà bán bánh mì thì cái bà cứ nói chú mua gì chú, thì bà hỏi theo cái thường lệ là mới thấy một người nam thì kêu chú thôi. Ông này là giật mình tưởng đâu bà này biết mình là chú tiểu. Ai gì lại nói bây giờ con mua ba bánh mì thịt nó giờ bánh mì không. Cho nên giờ mấy cái đó giật lại đỡ lắm á. Thưa đại chúng, là cái tâm cung kính của mình đã tự động làm cho người đó hổ thẹn. Nếu như mình khinh thường người ta thì người ta nói đó, giờ đâu còn ai để năng như tôi cho nên tôi khỏi cần phải. Nhưng mà tại sao tôi cứ như vậy mà người ta vẫn kính tôi? Thì tự động nếu người đó có tàm, có quý, người là hổ thẹn, thì tự động người ta sẽ trở về, người ta thức liệt. Cho nên là chúng cho ở đời sống mình đừng khinh thường ai, cứ cung kính đối với tất cả mọi người. Nếu người đó thật tâm là tu, thật tâm có giây phút tĩnh lặng quay lại với chính mình, thì tự động người đó sẽ thức liệt và hổ thẹn. Ở trong văn kiện sáng có một câu như thế này: ở trên đời này có hai điều tốt, một gọi là tàm, hai gọi là quý. Tàm là không làm điều ác, quý là biết sửa lỗi lầm. Có tàm có quý là có tư cách của một con người. Văn kiện sáng nói thế. Như vậy thì chúng ta ai mà không có tàm, không có quý? Tàm là không làm lỗi, quý là biết sửa sai. Nếu ai thật tâm tu thì người ta sẽ tự động, người ta phải thay đổi người ta tốt. Tại sao tôi không bao giờ tôi chào người đó mà người đó gặp tôi lúc nào cũng chào? Chính cái câu chào của mình nó tương bằng một câu A Di Đà Phật để người đó sửa sai. Cho nên quý vị cứ chào người ta, dù người ta chưa bao giờ chào mình, nhưng mình làm đúng cái tư cách bổn phận của một người, một con người thôi chứ đừng nói là Phật tử nữa, là gặp ai cũng chào họ.
tôi sống mà không có chào hỏi tức là tôi quên. Phong Hòa rất thích cái cách của Việt Nam mình là dạy con cái là khi gặp người lớn đến nhà là phong tay chào. Đến khi mà mình thùng thục mình lớn, Pháp Hòa vẫn gặp một số các vị lớn tuổi đáng hàng cha mẹ của mình, nhưng mà giống như các vị nó quen một cái thói quen này. Tới dù một cái là phong tay, thưa thầy con mới tới, mà mình nghe mình vừa hổ thẹn, chính mình nghe mình hổ thẹn, nhưng mà trong lòng mình kính phục là tại vì quý vị này đã giữ cái lễ đó từ nhỏ cho tới bây giờ 60 tuổi, 70 tuổi mà vẫn nói cái câu đó. Mình hàng con cháu, mình nghe xong mình cảm thấy mặc dù người ta tính mình là người xuất gia, nhưng tự mình cũng hổ thẹn là người ta nói một cái lời cung kính đối với mình. Nếu mình lỡ mình không có đàng hoàng thì mình không đủ cái ước mình nhận cái lời chào đó. Thì tự mình thúc đi. Cho nên khi mà người ta đảnh lễ, nhiều khi mình cảm thấy là mình không đủ cái phước để mình hưởng nhận những cái lễ. Mà bây giờ biết chạy đâu, cái này thiệt là không biết chạy đâu. Thì thôi lúc đó phải đành chắp tay co người lại để coi như là đáp lễ lại với chư vị, mà không dám nhận trọn vẹn cái lễ của quý vị. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là bảy cái phương pháp để chúng ta thành tựu một người cận sự nam hay nữ một cách trọn vẹn. Phần đó, nhưng mà cái người đó nó như thế này thế kia, đừng, mình cứ làm cái chuyện của mình trước. Mình muốn chuyển hóa người khác, trước hết mình phải tự chuyển hóa mình. Mình cứ làm đúng cái phẩm chất của mình. Thứ năm là không nghe pháp với tâm tìm tòi khuyết điểm. Có nhiều khi mình nghe pháp nhưng mà không có tiếp nhận cái pháp, mà mình đi tìm cái khuyết điểm của vị nói pháp. Thật sự ra trong một buổi nói chuyện thế nào người ta cũng có những cái lời sơ sót. Cho nên trường hợp đó mình nên nhận ý mà quên lời. Quý vị có nhớ tứ y không? Phật dạy tứ y đó: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Nếu mình nghe pháp đó, ở cái nơi người đó người ta nói pháp, ta nói đúng, mình cứ nghe pháp. Còn cái bản thân người đó sao đừng quan tâm, miễn ta nói đúng là mình cứ nghe. Ở cái trường hợp là tự mình sửa mình, cái này là để cho mình chỉnh mình đó. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, cho là vị đó nói nhưng mà người ta có cái ý khác chứ phải cái, nhưng mà cái lời nói đầu tiên ta chưa biết sử dụng, hoặc ta quên ta sử dụng không đúng. Dĩ nhiên là một giảng sư, một vị pháp sư là người ta cũng phải tự học và tự nhắc nhở là những lời nói đó nó không nên nói ở nơi một vị xuất gia. Nhưng mà lỡ ta không nói thôi mình đừng quan tâm, lấy cái ý, lấy cái nghĩa mà đừng lấy cái ngữ. Thì trí với kiến thức, tức là mình nên theo cái trí thức, trí tuệ mà đừng có theo cái nhận thức bình thường. Y liễu nghĩa, tức là theo cái pháp liễu nghĩa thượng thừa, còn cái gì bất liễu nghĩa không thể. Đừng nghe pháp với cái tâm tìm tòi khuyết điểm của người đó. Có nhiều khi trong buổi nói chuyện mình cô đọng lại còn có khoảng chừng 5-10 câu để mình học cũng được. Ít ra là sau một cái buổi đó rồi mình lượm lại được một cái gì đó cho cái sự tu tập của mình. Cái thứ sáu là không tìm kiếm người cúng dường ngoài tăng chúng. Thì cái câu này có nghĩa là khi mà chúng ta cúng dường, mình bố thí và mình bố thí chung. Nhưng mà đối với các vị xuất gia thì mình dùng từ khác chút thôi, mình cúng dường. Thật sự nó cũng là bố thí hết á. Nhưng mà chỉ cúng dường nó có nghĩa là mình cung ứng để dưỡng nuôi cho tăng chúng hay là cho đạo tràng. Mình lo cho tăng mà phục vụ tăng. Thì nó tóm lại bài kinh này Đức Phật dạy
lượng của một người cư sĩ Phật tử. Đức Phật dạy chúng ta thứ nhất, không quên thăm viếng chúng ta, thường xuyên thăm hỏi. Nó cũng có cái tình cảm ở trong này. Tại vì á, các vị đi tu nhiều khi xa cha xa mẹ, về cái địa phương đó mình ở thì mình thương cái thầy đó như một người con. Nếu mình nói trong đời, vị thầy đó cũng cỡ tuổi con mình, bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi tu, bây giờ về cái địa phương để ở phụng sự cho đạo tràng ở đây. Thôi mình thăm hỏi, ví dụ thầy bệnh mình gọi mình thăm, hay mình nấu cho miếng cháo để mà thấy cái tình cảm ở trong chùa, thì nhiều khi cũng giữ chân được cái người tu. Thế là chúng hồi nhỏ có ở chùa tu, có bà tu con mình à, không có bạn bè, không có huynh đệ gì tu chung hết. Cho nên Pháp Hòa đi học về là tối ngày cứ chỉ biết cặm cụi tụng kinh làm việc, mà thật sự ra buồn thì không có buồn. Nhưng mà cái tuổi 15, 16 đôi lúc mình cũng có muốn có một người bạn, một người nếu huynh đệ tụng chung cũng vui. Mà lúc đó chùa rất là vắng, lâu lâu mỗi tuần vài ba ngày mới có Phật tử tới chùa thăm. Mỗi một lần mà ai đến thăm còn mừng lắm, mà thương mấy cô mấy bác như cha mẹ của mình. Mỗi lần mấy cô mấy bác mà sắp sửa đi về, Phong Hòa lấy cái bóp của Hòa Dâm, Phong Hòa lấy dép của Hòa Dâm. Thì có một cái bác đó, bác nói như thế này, mà mấy cô thì không hiểu thì cứ này, cái chú đó phá phách dữ lắm, giấu đồ giấu đạc của người ta. Thì có một bác nói như thế này, kể chú đi, chú thương quý mình, không muốn mình về, chú mới làm vậy. Mà con cháu mình ở nhà nó có làm được vậy đâu, với chú chùa nó ở về đâu. Chú bỏ cha bỏ mẹ ở cái tuổi 14, 15 chú vô chùa chú ở vậy mà mình không thương chú. Cho chú giỡn chút cho chú vui. Nhờ những câu nói đó mà nó giữ được mình. Cho nên Pháp Hòa mới thấy, rồi có rất nhiều, có một sư cô đó lớn tuổi đi tu, thì con cái ở xa hết, thì lúc cô bệnh á không có ai hết, thì Pháp Hòa biết cho Pháp Hòa xuống nấu cho một cái chén oat meal. Pháp Hòa đem vô thì cái vị khác mới nói, thầy là một vị tỳ kheo mà tại sao lại đi nấu cháo cho một sư cô. Pháp Hòa mới nói, mình vướng mắt chi cái chỗ này, mình ở chung một chùa với nhau, ai bệnh thì mình quan tâm chăm sóc. Hơn nữa cô mà 60-70 tuổi như bà, như cha, như mẹ, nấu con chén cháo có gì đâu mà không được. Nhưng mà những cái tình cảm như vậy nó lân vẫn với nhau. Khi Pháp Hòa nhập chúng tu học với quý thầy, biết thầy chưa bệnh, Pháp Hòa đến xin cảm gió cho thầy, nấu cháo cho thầy ăn. Nhưng mà những cái đó là gì? Đó là cái tình cảm của người tu đối với nhau. Mà người ta xa cha xa mẹ vô chùa ở, đó là chỉ còn tình gì? Chỉ còn tình huynh đệ, để tương trợ cho nhau trên bước đường tu. Cho nên mình thương nhau như vậy thì mình giữ nhau được. Có nhiều khi cái người đã bước ra đời là tại vì cảm thấy trong chùa không còn tình thương, không ai thương mình, huynh đệ không có ai nói ngày hết luôn. Thôi bây giờ quý vị đừng có nói chi là sống chung chùa lâu ngày nha. Phật tử đi chùa chung với nhau thôi, bước vô chùa mà làm việc chung mà như ta muốn tách mình, ta muốn có nhóm riêng, ta không muốn chơi với mình, tự nhiên mình cũng thấy tủi thân. Không biết tủi gì mà lát cũng bưng con tủi thân vô. Như vậy thấp biến không có nghĩa là mình làm mất thời gian, mà chỉ là bày tỏ sự quan tâm. Có một thầy người Tích Lan, bây giờ thầy dọn qua Mỹ thầy ở rồi, nhưng mà lâu lâu thầy gọi cho Pháp Hòa thầy thăm. Thầy hay gọi Pháp Hòa là my good brother, tại vì thầy mới nhớ là những năm tháng thầy từ Tích Lan thầy qua đây. Pháp Hòa biết thầy ở bên Tích Lan mới qua, thầy chở thầy về chùa đãi thầy ăn cơm chay, tại vì truyền thống Tích Lan không có ăn chay. Thì thầy rất thích cái món đậu hũ của Trung Tương.